Chị Hương đây là mẹ. Mời vô các chị ơi, các chị mua hoa cho đứa mẹ đi. Đi trên đường đi, nước kia mua hoa. Đây đâu nhỉ? Các con gái mẹ từ bốn phương về đây để tham dự ngày mẹ đun hoa tại đền thánh mẹ sư con Corona. Hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa cho chúng ta được gặp gỡ ở đây trong trái tim mẹ và đi quạt má tới đây các chị nha. Rồi chúng ta chúc mừng ngày lễ thì thánh lễ vừa xong 9 giờ tới 10 giờ 30 hội thảo tại đền thánh, 9 giờ 15 xưng tội tại các lớp học, 11 giờ dâng hoa kính đức mẹ, phương minh thánh tượng mẹ Fatima, thánh tượng thánh lễ trọng thể và phép lành tự hành. Theo chương trình tiếp, chúng ta sẽ có buổi hội thảo tại đền thánh từ 9 giờ tới 10 giờ 30. Thì sau lễ